các công ty được thúc đẩy bởi tiền. Vì vậy, việc giảm lượng khí thải carbon nên khuyến khích các doanh nghiệp ngừng gây ô nhiễm, phải không? Đó chính xác là những gì thị trường carbon được thiết kế để thực hiện giảm lượng khí thải bằng cách tính phí cho những người gây ô nhiễm, nhưng cho đến nay họ vẫn chưa đạt được mục tiêu đó. Đây là lý do. Thị trường carbon đến từ đâu? Vào cuối những năm 1980, nước Mỹ gặp phải một vấn đề. Trong nhiều năm, các nhà máy điện của nước này đã thải ra một lượng lớn khí sulfur dioxide thứ đang rơi trở lại trái đất dưới dạng mưa axit gây hại cho thực vật, động vật thủy sinh và cơ sở hạ tầng. Nhưng không có động cơ khuyến khích các nhà máy điện ngừng phát thải sulfur dioxide. Cảnh báo thời tiết, cảnh báo mưa axit có hiệu quả. Vì vậy, vào năm 1990, chính phủ Mỹ đã tiến hành một thí nghiệm, thông qua luật buộc những người gây ô nhiễm phải trả tiền cho lượng khí thải của họ, bằng cách thiết lập một loại thị trường mới, được quản lý bởi một hệ thống gọi là giao dịch giới hạn. 8 năm sau, mức độ mưa axit trên các khu vực rộng lớn ở Đông Mỹ đã giảm 20% và một phương pháp cắt giảm khí thải mới ra đời năm 1997. Hiệp ước quốc tế về biến đổi khí hậu được gọi là Nghị định thư Kyoto, đề nghị áp dụng khái niệm giới hạn và thương mại đối với carbon. Trong những năm tiếp theo, các quốc gia và khu vực khác nhau thiết lập thị trường carbon của riêng họ. Nhiều người trong số này đã sử dụng quá giới hạn và giao dịch. Làm thế nào để giới hạn và công việc buôn bán? Và đây là cách nó hoạt động. Chính phủ đặt ra giới hạn về lượng CO2 có thể được thải ra bởi một ngành công nghiệp. Nó chia giới hạn đó thành các giấy phép và cấp hoặc bán những giấy phép này cho các công ty. Nếu một công ty không sử dụng hết số tiền trợ cấp của mình, nó có thể bán những thứ nó còn dư. Nếu cần thêm giấy phép, nó có thể mua chúng từ những người có dư. Mỗi năm mức trần ngày càng khắt khe hơn và nguồn giấy phép ngày càng thu hẹp trở nên đắt đỏ hơn. Sự thiên tài của hệ thống mua bán phát thải khi chúng được thực hiện đúng cách là cả hai đều sử dụng cây gậy và củ cà rốt. Điều đó mang lại cho họ động lực để đổi mới, để ngày càng sạch hơn nó cung cấp củ cà rốt đó cho sự đổi mới và cơ chế giao dịch đó. Mặc dù quy định có thể đưa ra một tiêu chuẩn công nghiệp mới, nó không tạo động lực cho các công ty cắt giảm lượng khí thải xuống dưới một mức nhất định. Nhưng thị trường carbon tạo ra một cuộc đua, trong đó các công ty có động lực để cắt giảm lượng khí thải nhanh nhất có thể. Họ càng cắt giảm lượng khí thải, họ càng phải mua ít giấy phép hơn và họ càng có thể bán nhiều giấy phép dư thừa. Vì vậy, về mặt lý thuyết trong một thị trường mua bán phát thải carbon, lượng khí thải dioxide sẽ giảm. Nhưng trên thực tế, chúng vẫn tiếp tục tăng. Bởi vì các biện pháp khuyến khích chỉ có tác dụng nếu chúng đủ lớn. Thị trường carbon rất tuyệt vời về mặt lý thuyết, nhưng trên thực tế chúng ta gặp phải một vấn đề. Tại sao thị trường carbon không giảm lượng khí thải? Giá carbon đã quá thấp để thúc đẩy sự thay đổi. Điều đó là cần thiết để giảm lượng carbon trong nền kinh tế thế giới. Theo Joseph Stiglitz và Nicholas Stern, hai nhà kinh tế để đáp ứng mục tiêu của thỏa thuận Paris về hạn chế toàn cầu nóng lên cao hơn 2 độ so với thời kỳ tiền công nghiệp, giá carbon trên toàn thế giới cần ở mức từ 50 đến 100 USD tấn vào năm 2030. Tuy nhiên, phần lớn giá carbon vẫn thấp hơn nhiều so với con số đó. Hơn nữa, ngay cả khi carbon được định giá phù hợp, mức phạt vượt quá mức cho phép, đôi khi thấp một cách không hiệu quả. Ở EU, mức phạt có thể thấp tới 100 trên 1 tấn vượt mức. Xét rằng đó không phải là nhiều hơn giá giấy phép, nó khó có thể ngăn cản. Những sơ hở là gì? Về lý thuyết, các cơ quan quản lý thực thi giá và giấy phép carbon. Nhưng trên thực tế, điều đó có thể rất khó khăn. Có vấn đề về đo lường lượng khí thải trực tiếp so với lượng khí thải gián tiếp. Ví dụ, có những nghi vấn về gian lận, bạn thấy ở hầu hết các thị trường trên thế giới. Việc thực thi lỏng lẻo và hình phạt không cao. Và ngay cả khi một số thị trường áp dụng các biện pháp ngăn chặn hiệu quả, những thị trường bên cạnh có thể không. Nếu bạn nhìn trên toàn cầu, bạn có vô số quy tắc, hệ thống cơ chế thực thi. Và vì vậy, nếu bạn là một công ty có trụ sở tại nhiều quốc gia, các bộ phận trong công ty của bạn sản xuất cùng một sản phẩm theo cách tương tự sẽ phải đối mặt với một loạt các quy tắc, quy định khác nhau đến khó tin. Tệ hơn thế, bạn cũng có sự rò rỉ trong số các thị trường này. Kết quả trực tiếp của sự chắp vá này của các hệ thống được gọi là rò rỉ carbon. Một doanh nghiệp hoặc một ngành công nghiệp di rời từ một khu vực với các quy định về môi trường cao đến một nơi nào đó có các quy tắc thoải mái hơn. Điều đó có nghĩa là nó có thể tránh phải trả tiền cho các chi phí của mình lượng khí thải carbon. Nhưng những vấn đề này có giải pháp là gì? Vai trò của quy định rất quan trọng, vì thiếu quy định không ai sẽ trả tiền cho lượng khí thải carbon hoặc trả tiền phạt vì phát thải carbon. Vì vậy, gần như theo định nghĩa, chính phủ phải tạo ra thị trường, đặt ra các quy tắc, thực thi hình phạt, đặt ra mức giới hạn carbon. Ví dụ, lượng tối đa mà một công ty hoặc ngành công nghiệp có thể thải ra. Nếu chính phủ giới hạn số lượng giấy phép, điều đó sẽ khiến giá của họ tăng lên. Đặt mức giá tối thiểu tăng theo thời gian có nghĩa là giá sẽ không bao giờ xuống quá thấp, và các chính phủ có thể thực thi các biện pháp ngăn chặn nghiêm ngặt hơn đối với những kẻ có khả năng vi phạm quy tắc.
nghiêm túc trong việc quản lý thị trường carbon, thực sự liên quan đến các cơ quan quản lý nói rõ với ngành công nghiệp rằng họ sẽ không dung thứ cho sự gian lận. Họ sẽ không dung thứ cho sự rò rỉ hoặc che giấu. Và cuối cùng là họ sẽ buộc các giám đốc điều hành của công ty phải chịu trách nhiệm về lượng khí thải carbon của họ. Một giải pháp để giúp đỡ ngăn chặn rò rỉ carbon là một loại thuế biên giới EU gần đây đã đề xuất, đánh thuế lượng carbon thải ra trong hàng hóa được sản xuất ngoài thị trường carbon của mình. Các nhà nhập khẩu sẽ phải trả số tiền tương tự như thể hàng hóa đó đã được sản xuất tại EU, nghĩa là sẽ không rẻ hơn chút nào để tìm nguồn hàng từ một khu vực có ít quy định hơn. Nếu chúng ta nghiêm túc đối phó với vấn đề biến đổi khí hậu trong vòng vài tháng tới trong nhiều năm, chúng ta phải đạt được thứ gì đó giống như giá carbon toàn cầu và một số hình thức hài hòa giữa các nền kinh tế. Nếu nó không nghiêm túc và hợp tác với các nền kinh tế khác để hài hòa hóa các hệ thống định giá carbon và giao dịch carbon, thì hầu hết các những nỗ lực của thế giới có thể sẽ bị suy yếu, bởi thực tế là các nước như Trung Quốc đang sản xuất những hàng hóa sử dụng nhiều carbon. Và chúng ta sẽ thấy các công ty đa quốc gia chuyển sản xuất thậm chí đến những nơi đó nhiều hơn những gì họ đã làm trong quá khứ. Khi biến đổi khí hậu đã được đề cao trong chương trình nghị sự chính trị, các chính phủ đang bắt đầu cải thiện cách thức hoạt động của thị trường carbon của họ. Kể từ năm 2019, EU đã thực hiện các bước để giảm lượng khí thải carbon số lượng giấy phép được cấp. Một phần là do giá carbon ở EU hiện đang đạt mức cao kỷ lục trên 60 tấn. Giá carbon ở các thị trường khác cũng đang tăng khi các cơ quan quản lý xem xét tìm cách làm cho chúng hiệu quả hơn. Nếu có vẻ như tiền có thể được tạo ra các quốc gia khác, có thể tạo ra thị trường của riêng họ. Chúng ta đã thấy chỉ trong 12 đến 18 tháng vừa qua, một sự cất cánh ngoạn mục trong thị trường carbon. Đây là thời điểm thực sự thú vị đối với những người tin rằng có một cuộc hôn nhân tốt đẹp giữa chính sách công và cơ quan quản lý cũng như thị trường và các nhà đổi mới. Nếu giá cả ở mức đủ cao đã giúp ích theo cam kết từ các chính phủ và cơ quan quản lý, khi đó các quy trình công nghiệp xanh hơn sẽ trở nên hấp dẫn hơn. Và thị trường carbon có thể bắt đầu đạt được mục tiêu ban đầu là giúp khử carbon trên thế giới. Cảm ơn bạn đã xem và đừng quên đăng ký.